Chị và bạn, thì bây giờ là bên em sẽ tiến hành test chất âm của dòng loa PN2800 Pro để trước khi mà bàn giao về cho khách hàng nha mọi người. Thì dòng trước là dòng 2800 loại thường sẽ có mức giá là 28 triệu, còn dòng này bên em đã nâng cấp về bộ phận micro cho nên là sẽ là PN2800 Pro. Thì bây giờ là bên em sẽ tiến hành test lại chất âm trước khi mà bàn giao về cho khách hàng đã đặt cho bên em nha mọi người. Rồi xin mời chị và bạn chúng ta cùng lắng nghe chất âm của dòng loa này phát ra luôn ạ.
quay là chỉ để âm lượng là mới được có 20% thôi nha mọi người. Trên TV là còn mới 50 nè, còn ở dưới loa là mới có 20. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo 0969 623 625 0862 623 625 để được tư vấn và đặt hàng. Tham khảo sản phẩm tại kênh YouTube Loa Phương Nam Sài Gòn. Quý khách hãy đăng ký kênh và cho một like để ủng hộ. Đừng quên bấm chuông theo dõi để luôn cập nhật nhiều video review sản phẩm mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn.